Tần Lam, mối tình đau đớn với Huỳnh Hiểu Minh. Bên cạnh dàn diễn viên nổi tiếng trong Diên Hy Công Lược, bộ phim từng làm mưa làm gió tại đại lục và các nước trong châu Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài Nhất Viễn, Xa Thiên Mạng, thì Tần Lam cũng là một trong những tên tuổi được giới truyền thông săn đón khá nhiều. Với vài phủ sắc hoàng hậu hiền lành, chính trực đã một bước đem về cho Tần Lam khối lượng fan khổng lồ. Đa phần mọi người đều không khỏi xuýt xoa trước hình tượng hoàng hậu mà vua chính Dani đóng giày cho Tần Lam và cho rằng nếu cô không vào vai này thì chẳng ai có thể hợp được. Từ đây, những khán giả chưa biết về Tần Lam cũng đã bắt đầu tìm hiểu và muốn biết cô là diễn viên như thế nào. Nữ phụ trong phim Hoàng Châu Cách Cách 3. Tần Lam sinh năm 1981, từng học theo khoa quan hệ kế toán Đại học Công nghiệp Thẩm Dương, Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó cô cảm thấy mình có hứng thú với nghệ thuật hơn nên đã chuyển hướng sang làm diễn viên. Năm 2001, Tần Lam đảm nhận vai diễn đầu tiên trong phim Tình Sử Đại Đường và nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Năm 2002, đang trong lúc đoàn làm phim Hoàng Châu Cách Cách phần 3 đang tìm kiếm nữ diễn viên vào vai Trị Họa, thì bất ngờ Tần Lam được lọt vào mắt xanh và nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Dù không phải ở trong dàn diễn viên chính, nhưng với lối diễn xuất tự nhiên và thu hút, vai diễn Trị Họa của Tần Lam đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Sau vai diễn này, con đường diễn xuất của Tần Lam cũng bước sang một giai đoạn mới với nhiều cơ hội tuyệt vời hơn. Nhờ sở hữu gương mặt khả ái, xinh đẹp, Tần Lam nhanh chóng lọt vào tầm chú ý của các nhà làm phim truyền hình và điện ảnh. Những tác phẩm tiêu biểu mà người đẹp này từng tham gia là Phong Vân 2, Nam Kinh Nam Kinh, Sợ Hán Truyền Kỳ. Năm 2011, Tần Lam đạt giải nữ diễn viên triệu vọng nhất của Liên hoan phim quốc tế Trung Quốc lần thứ 3. Gần 20 năm vào nghề, Tần Lam đã bỏ túi hơn 10 vai diễn đa dạng và được khán giả công nhận là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên, dù được khen ngợi và thành công như thế, nhưng tên tuổi của Tần Lam chỉ quanh quẩn ở thị trường Trung Quốc, chưa thể bứt phá ra quốc tế. Mãi đến khi phim Diên Hy Công Lược của vua chính được phát sóng, thì tên tuổi Tần Lam mới bước sang một giai đoạn mới. Kỹ năng diễn xuất của Tần Lam trong phim Diên Hy Công Lược thật sự không chê vào đâu được. Cô đảm nhận vai phủ sắc hoàng hậu là người hiền lành, thuộc đức, được hoàng thượng yêu thương nhất. Nhân vật này được Tần Lam khắc họa một cách xuất sắc. Qua vai diễn này, Tần Lam bỗng chốc vụt sáng trở thành mỹ nhân được quan tâm nhất thời điểm hiện tại. Trong phim, Tần Lam đài cát, sang trọng ngút ngàn, nhưng ngoài đời, cô khiến dân tình trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung tựa thiếu nữ. Nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ về nhan sắc lão hóa ngược của Tần Lam. Sắp chạm mốc 40, nhưng Tần Lam vẫn đẹp bất chấp tuổi tác. Dù chỉ xuất hiện trong khoảng 1/3 tác phẩm, nữ diễn viên sinh năm 1981 vẫn được đánh giá cao bởi lột tả trọn vẹn phong thái uy nghiêm, khí chất thanh tao của một vương hậu xuất thân dòng dõi. Đảm nhận vai diễn có nhiều tác động quan trọng, Tần Lam được tạo hình dụng tâm, tinh tế từ kiểu tóc, phục trang cho tới lối trang điểm, dễ dàng gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Suốt 12 năm mang danh người tình phụ bạc Huỳnh Hiểu Minh. Dù thành công từ phim Hoàng Châu Cách Cách 3 và được chú ý từ những vai diễn khác, nhưng Tần Lam không được dư luận để ý với tư cách là một nữ diễn viên mà với danh nghĩa là người tình của Huỳnh Hiểu Minh. Năm 2003, khi Huỳnh Hiểu Minh vẫn là tên tuổi mới của làng giải trí, thì chuyện tình của anh và Tần Lam đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Được biết, Tần Lam và Huỳnh Hiểu Minh quen biết nhau khi tham gia cùng bộ phim Hoàng Châu Cách Cách 3. Khi đó, Tần Lam vào vai Trị Họa, còn Huỳnh Hiểu Minh vào vai Tiêu Kiếm. Mặc dù hai người không được kết đôi trong phim, nhưng lại có cảm tình với nhau ở ngoài đời thực. Mãi cho đến khi cả hai cùng nhau hợp tác trong phim Long Phiếu, thì Huỳnh Hiểu Minh và Tần Lam công khai mối quan hệ. Tài tử họ Huỳnh không ngừng khen bạn gái là người ôn nhu, hiền lành. Thời điểm đó, Huỳnh Hiểu Minh và Tần Lam được xem là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí đại lục. Họ không những nhận được sự chúc phúc của đồng nghiệp, bạn bè mà còn được khán giả ủng hộ hết mực. Thậm chí có nguồn thông tin cho rằng Huỳnh Tần đã dọn về ở chung và tính đến chuyện hôn sự. Tuy nhiên, không bao lâu, mọi người bất ngờ biết được họ đã chia tay. Theo nguồn tin thân cận cho hay, Huỳnh Hiểu Minh là người chủ động buông bỏ mối tình này. Trong một cuộc phỏng vấn đề cập đến người tình cũ, Huỳnh Hiểu Minh khéo léo từ chối, tôi không muốn nhắc đến vấn đề này. Cuộc tình đoán hậu của Huỳnh Tần kết thúc trong sự ngỡ ngàng và nuối tiếc của nhiều người, không một ai biết nguyên nhân là từ đâu. Tuy nhiên sau đó, một số tin đồn lan truyền rằng Huỳnh Hiểu Minh chủ động chia tay với Tần Lam vì cô coi trọng sự nghiệp hơn bạn trai và hoàn toàn không quan tâm đến anh. Theo đó được biết, trong một lần đóng phim, Huỳnh Hiểu Minh đã gặp tai nạn giao thông và bị chấn thương nghiêm trọng. Khi đó, Tần Lam từ phim trường bay đến Bắc Kinh để xem tình hình bạn trai thế nào. Nhìn thấy Huỳnh Hiểu Minh nằm trên giường, lòng cô đau đớn. Bác sĩ nói rằng Huỳnh Hiểu Minh phải nằm lại bệnh viện điều trị một tháng. Nhưng vì đang kẹt lịch trình nên Tần Lam chỉ có thể ở bên cạnh bạn trai một tuần. Ngày mà Tần Lam quay lại phim trường, ánh mắt Huỳnh Hiểu Minh như muốn nói, em không thể dành thời gian ở bên anh nhiều hơn sao? Công việc quan trọng với em đến vậy sao? Lúc đó, Tần Lam cũng rơi vào tâm trạng khó xử vì cô là nữ chính nên không thể thiếu trách nhiệm như thế. Cuối cùng, Tần Lam buộc phải chọn công việc thay vì ở lại chăm sóc bạn trai. Sau này khi nhắc về chuyện cũ, Huỳnh Hiểu Minh chỉ nói, thời gian đó tôi một mình cô độc và đau đớn. Tôi tưởng rằng cô ấy sẽ ở bên cạnh nhưng không phải như thế. Tôi tủi thân vô cùng. Chuyện tình của họ cũng từ đó mà tan vỡ.
Từ đó trở đi, Tần Lam bị mang danh là người tình phụ bạc, bỏ rơi bạn trai trong lúc hoạn nạn. Tần Lam từng bị nghi ngờ hẹn hò với hoàng tử Ích Minh Đạo, hai người quen biết khi tham gia bộ phim Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Nàng hoàng hậu quốc dân khiến khán giả mê mẩn vì quá trẻ đẹp. Dù được các đạo diễn và khán giả công nhận là nữ diễn viên là tài sắc vẹn toàn, nhưng Tần Lam không ít lần dính vào những lùm xùm về scandal đời tư không đáng có. Năm 2014, Tần Lam xuất hiện tại sân bay Thượng Hải với tâm trạng phơi phới. Tuy nhiên trong phút chốc hoàn toàn bị sụp đổ khi có một nhóm người được cho là người hâm mộ của Dương Mịch đã chạy đến nhìn Tần Lam và nói: "Không phải là Dương Mịch rồi, đi thôi, thật mất công quá, cô ta là Hoắc." Lúc đó, truyền thông Sohu đã có mặt và chứng kiến khoảnh khắc Tần Lam vô cùng xấu hổ trước tình huống khó chịu này. Chưa dừng ở đó, Tần Lam còn khiến khán giả chỉ trích gay gắt khi tham gia một sự kiện và để trợ lý quỳ xuống cầm micro. Sau khi hình ảnh này được chia sẻ trên mạng, nhiều người đã phê bình thái độ ngôi sao trịch thượng của Tần Lam, cho rằng cô coi thường trợ lý và xem như người hầu. Từ đây, dư luận bắt đầu vạch lá tìm sâu, soi mói đời tư và không ít lần xăm soi nhan sắc của nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng để có được nhan sắc như ngày hôm nay, Tần Lam đã phải đụng đến dao kéo nhiều lần. Tuy vậy, nhưng hình ảnh mới nhất của Tần Lam trong phim Diên Hy Công Lược lại khiến công chúng mê mẩn không ngừng. Sau vai diễn phú sắc hoàng hậu trong Diên Hy Công Lược, Tần Lam lấy lại vị thế, cô vượt qua cả Tiêu Chiến, Dương Mịch trên bảng xếp hạng ngôi sao có ảnh hưởng Trung Quốc. Trong showbiz, chuyện tình cảm của nữ nghệ sĩ là điều khiến công chúng quan tâm nhất. Nữ diễn viên Tần Lam sau khi chia tay đạo diễn Lục Xuyên năm 2013 giờ vẫn còn độc thân. Được đánh giá là cặp trai tài gái sắc, thế nhưng cuối cùng họ lại đường ai nấy đi. Lục Xuyên lớn hơn Tần Lam 10 tuổi. Năm 2009, Lục Xuyên và Tần Lam yêu nhau khi quay phim Nam Kinh Nam Kinh. Lúc đó, Lục Xuyên 38 tuổi, Tần Lam 28 tuổi. Tần Lam chia sẻ khi được bạn trai cũ cầu hôn nhưng chưa chuẩn bị sẵn sàng nên cô đã từ chối bước vào hôn nhân. Cách đây không lâu, giới săn tin đồn thổi về việc cô và bạn diện kém tuổi trong Diên Hy Công Lược, Phương Quang Dật đang tìm hiểu dù Quang Dật kém mỹ nhân Tầm Lan tới 7 tuổi. Tuy nhiên, chính Tần Lam đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Ngày 17 tháng 4 vừa rồi, hình ảnh Tần Lam thân thiết với một đàn em khác là Âu Hào trước cửa một nhà hàng vào lúc tối muộn đã khiến fan sục sôi. Được biết, Tần Lam và Âu Hào cùng một nhóm bạn dùng bữa tối tại một nhà hàng. Trong khi những người khác đã lên xe rời đi, thì Tần Lam và Âu Hào lại nán lại trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc. Những hình ảnh này đã lọt vào ống kính của giới săn tin trước khi cả hai chào tạm biệt. Tần Lam và Âu Hào từng hợp tác trong bộ phim Ngoài Bắc Hành của đạo diễn Trần Khải Ca. Ngã vào lưới tình của Mỹ Nam Vườn Sao Băng kém 19 tuổi. Chiều ngày 10 tháng 3 năm 2021, Mỹ Nam Vườn Sao Băng bản trùng xuất hiện tại sân bay Hồ Nam. Tuy nhiên, Vương Hạc Đệ không hề rời sân bay mà cố tình nán lại đợi một mỹ nhân khác tới, đó chính là Tần Lam. Ngay khi vừa nhìn thấy đàn chị, anh chàng vui vẻ ra mặt, choàng tay ôm lấy vai Tần Lam. Sau đó, Tần Lam còn đưa cho Vương Hạc Đệ một chiếc mũ mới, anh chàng nhanh chóng đội lên đầu, cả hai cứ thế ríu rít trò chuyện, đùa giỡn. Tần Lam dường như còn đánh yêu cậu em nhỏ tuổi trước bao ống kính máy quay và người hâm mộ, cho thấy cả hai không hề có khoảng cách. Được biết, Tần Lam và Vương Hạc Đệ có một dự án điện ảnh hợp tác chung mang tên Phải Lý Trí Không Thể Yêu Đương, đóng vai một cặp đôi chị em với những diễn biến tình cảm dễ thương. Ngoài đời, Tần Lam hơn Vương Hạc Đệ tới 19 tuổi. Nhiều netizen đặt câu hỏi, phải chăng nữ diễn viên đang ngã vào lưới tình của đồng nghiệp đáng tuổi con? Ở độ tuổi ngoài 40, Tần Lam đang sở hữu một nhan sắc trẻ đẹp đến khó tin, khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Tuy chưa rõ cô đang hẹn hò hay vẫn còn độc thân, chỉ cần biết rằng nữa, diễn viên vẫn đang vô cùng hưởng thụ cuộc sống. Một gia nhân tài sắc vẹn toàn, một phú sắc hoàng hậu khó ai có thể thay thế.